Xin chào mọi người, hôm nay Lâm sẽ hướng dẫn tiếp theo về cái phần thay đổi giao diện khi mà cài đặt WordPress. Sau đây chúng ta sẽ mở cái chương trình SAM lên. SAM, Control Panel. Bật Aperture và MySQL lên. Rồi, vào đây. Đây là những bài mà mình hướng dẫn trước đây, hướng dẫn cài đặt spam này, rồi hướng dẫn cơ bản WordPress, rồi thiết lập cơ bản cho WordPress. Tiếp theo là mình sẽ thay đổi cái giao diện cho WordPress, đánh vô localhost 8080 Hoàng Lâm. Ok. Rồi, rồi vào trang quản trị localhost 2.8080 sẹt Hoàng Lâm sẹt WordPress admin rồi WordPress login tên đăng nhập Hoàng Lâm, tên người dùng Hoàng Lâm luôn, đăng nhập vào. Đây là trang quản trị website. Rồi, đây chúng ta thấy giao diện cơ bản như thế này. Hôm nay Lâm sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà cài cái giao diện, đó là generate press 2.4.1.zip vào. Đây là generate press, đây cái trang này. Lý do Lâm cài cái theme này vì nó là những cái theme mà load rất là nhanh và chúng ta cài đặt từ đây. Đây trước tiên là chúng ta cài đặt cái bản miễn phí đây, download về đây, chúng ta nhấp vào generate rồi download về desktop, rồi Lâm đã có trên đây rồi, Lâm không có download về, chúng ta download về đẩy lên. Đây là cái đường dẫn generate, chúng ta làm sẽ để cái đường dẫn nằm ở phía dưới để mọi người cài đặt về. Rồi vào thêm giao diện này, chúng ta vào phần giao diện, ví dụ như ở đây là Lâm hướng dẫn bằng tiếng Việt, còn ví dụ như tiếng Anh thì chúng ta có thể vào cái phần mà cài đặt tổng quan này mọi người, thì chúng ta chọn lại cái ngôn ngữ của trang, theo ngôn ngữ bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Anh theo United States, cũng như là tiếng Anh của Mỹ hoặc là tiếng Anh của Chile, tiếng Anh của người Anh, thì ở đây chúng ta chọn lại và chúng ta đu thay đổi thì nó sẽ thay đổi cái phần này. Thì trước tiên là chúng ta thay đổi cái giao diện của nó. Đây chúng ta vào vào phần theme mới, tải giao diện lên. Thì chúng ta đã copy về rồi thì chúng ta tải cái giao diện này lên. Đau gì rồi thì chúng ta up lên cái giao diện này, chúng ta bấm vào phần cài đặt. Đây, đang giải nén tập tin, đang cài đặt chủ đề, cài đặt giao diện thành công. Rồi thì chúng ta kích hoạt. Này, ok. Đây. Và chúng ta vào cái phần đây. Vào xem trang để xem cái giao diện như thế nào nhé. Đây ok, thì Lâm sẽ hướng dẫn cơ bản thì ở cái phần ở trên đây, đây gọi là tiêu đề của website. Đây cái này là tiêu đề về banner website, của cơ bản là có tiêu đề của website, banner của website. Phần này phần nằm phía ngang này nè, mọi người đang nhìn thấy nè. Ví dụ như Lâm vô một cái trang cơ bản nào đó đi, ví dụ là Lâm review.info này. Đây chẳng hạn cái trang này thì những cái mục trên đây nè chúng ta thấy nè, thì đây là những cái mục mà gọi là tiêu đề của website. Đây tiêu đề của website, tiêu đề của website, thì đây là những cái tiêu đề của website. Đây
đây đây đây, còn cái phần khu vực này chứa hết cái nội dung ở dưới đây tới đây luôn, tới đây thì ở đây là cái phần gọi là nội dung của website, trang nội dung của website. Còn cái phần nằm ở bên tay phải này, đây đây xuống tới đây, cái này là gọi là sidebar, cái sidebar. Còn phần đuôi của cái website này đây, phần dưới đáy này nè, thì người ta gọi là phần footer, gọi là phần cuối cuối của trang web, cơ bản là như vậy. Thì ở đây chúng ta cũng nhìn thấy đây, bên tay phải này nè, chúng ta nhìn thấy đây là phần sidebar, phần ở phía trong giữa này gọi là phần nội dung của website, còn phần ở phía dưới này gọi là footer, là đuôi cuối đuôi trang. Ở trên đây có cái những cái banner và tiêu đề này. Thì Lâm sẽ cài cái giao diện này để mọi người có thể dễ dàng tìm hiểu cùng với Lâm, và Lâm sẽ thiết kế một cái cơ bản trước tiên. Rồi trước tiên chẳng hạn như bây giờ đây là cái phần cơ bản về thay đổi cái giao diện. Chúng ta có thể thay đổi những cái giao diện khác, hoặc là ví dụ như bây giờ chúng ta đã cài cái giao diện này, bây giờ chúng ta không thích nữa, chúng ta xài cái giao diện khác đi. Chẳng hạn như chúng ta thích cái giao diện GNT Fitting này, còn hay là giao diện 2016 này, chúng ta vào đây kích hoạt lại thì chúng ta sẽ coi lại cái trang của nó nha. Đây nó sẽ hiện lại đây, C3 nó lại nằm bên đây rồi, nó không nằm bên đây nữa. Đây, và chúng ta cũng nên lưu ý rằng là có những cái giao diện của website á, thì nó không phải là chứa tất cả, giống tất cả các giao diện đều cơ bản giống nhau, mà là có những thứ không có chứa những cái footer nằm ở phía dưới đây, không có chứa những cái menu nằm ở phía trên này, hoặc là không có những cái sidebar nằm ở bên tay phải này, mà nó lại nằm bên trên tay trái chẳng hạn. Có nghĩa là giao diện đó nó không có những cái phần đó, nó lại được bỏ đi, thì chúng ta nên lưu ý cái đó. Chúng ta phải chọn những cái giao diện nào mà có tất cả những cái mà chúng ta cần thiết thì chúng ta nên chọn. Do đó Lâm khuyến khích mọi người là nên sử dụng một cái giao diện chuẩn SEO nhanh, đó rất là nhanh, để mà khi mà chúng ta cần nhanh. Còn nếu chúng ta lưu trữ thì chúng ta xài những cái giao diện nào đó mà chúng ta cảm thấy thích hợp là được rồi. Đây là cách thay đổi một cái giao diện thôi. Đây bây giờ chúng ta muốn xóa luôn giao diện thì ở đây ít cái giao diện quá nên chúng ta không xóa, và chúng ta cũng có thể tìm những cái giao diện mới nằm ở phía trong đây. Đây thêm mới đi, đây ở đây có rất là nhiều cái giao diện trong cái phần thêm giao diện này nè. Thì chúng ta đây có cái mặt độ phổ biến của những cái giao diện này, đây có rất là nhiều cái giao diện khác nhau này, hoặc là chúng ta lọc theo đặc điểm. Ở đây có tới 4.148 cái giao diện nào. Rồi ok, Lâm sẽ kích hoạt cái giao diện mà Lâm khuyến cáo mọi người sử dụng, đó là Generate. Rồi, ok, kích hoạt, rồi, vào trang này, ok, rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo. Video tiếp theo Lâm sẽ hướng dẫn về cách tạo những cái menu nằm ở trên trên đây. Rồi. Và những cái footer nằm ở phía dưới đây là hướng dẫn tạo dựng những cái trang, những cái trang và những cái bài bài viết để hướng dẫn mọi người. Rồi xin chào mọi người, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Những cái thắc mắc hoặc là những cái nào mà mọi người còn chưa hiểu đó thì mọi người có thể comment ở phía dưới, Lâm sẽ giải đáp và hướng dẫn mọi người trong cái tầm hiểu biết của mình. Xin cảm ơn.